Đây là trang chiếu tỏa nhá. Đó, ở 900 lumen thì có thể Wow. lên hơn 200 mét nhá. Sao vậy? Thành vừa bằng 273 sao? mét. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên kinh doanh những mặt hàng về những thiết bị quang học, ống nhòm, kính thiên văn, kính hiển vi, rồi là những thiết bị điện tử, ví dụ như là đèn pin đến từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái hãng đèn pin vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản, đó chính là Zentus nhá. Cái Zentus này thì có độ bền này và cái độ sáng của nó cũng rất là tốt. Thì cũng giống như là một số các cái hãng lớn như là những cái hãng nổi tiếng như là Apple hay là Samsung đều sản xuất tại nước thứ ba thì Zentus này cũng sản xuất tại Trung Quốc nhé. Tuy nhiên là nó vẫn có những tiêu chuẩn của Nhật Bản đó, rồi những tiêu chuẩn của nó rất là cao luôn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái mẫu cái có cái mã hiệu là Zentus RX023DS nhé. Đây là đèn cầm tay, thì bên mình về 5 cái mẫu đèn cầm tay và 3 mẫu đèn đội đầu nhé. Thì mọi người có thể xem lần lượt là những cái clip ở trên kênh Điện tử Thái Thắng hoặc là vào trang web điện tử thái thắng.com thì có đầy đủ nhá. Đây chúng ta có thể thấy các cái mã số mã hiệu đầy đủ nhá. Đèn chính hãng Nhật 100%. Nếu mà mọi người có phát hiện ra đây là đèn nhái hay là gì thì bên mình sẽ đền bù gấp 10 lần nhá. À, mã số mã vạch đầy đủ này. Thì cái này có cái độ sáng lên đến 900 lumen. Thì bình thường mọi người bảo là sao lại có mấy trăm lumen như thế thì làm sao mà sáng được? Vì bình thường thì chúng ta nếu mà sử dụng ở trong nhà hay là sử dụng bình thường thì chỉ cần khoảng 100 hoặc 150 lumen là cũng đủ rồi. Đây 900 lumen cơ mà, 900 lumen thì mà cái mức giá của nó rất là phải chăng, nó chỉ tầm khoảng trên dưới 1 triệu thôi thì mọi người có một cái đèn như thế này. Đó, rất là hay luôn. Tiếp theo nữa là nó có những cái đặc điểm như thế nào? Đặc điểm của nó là cái này nó được làm theo tiêu chuẩn quân đội nên là có chống rơi vỡ lên đến 2 mét nhá. Rất rất là ít những cái đèn nào có thể làm được như thế. Đó, rất là hay luôn. Với cái độ chia sáng của nó là 900 lumen thì ba quả pin C thì nó có thể chịu được đến 4 giờ nhá. Đấy, còn 500 lumen thì lên đến 10 giờ. 50 lumen lên đến 370 giờ. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng luôn. Đó, nếu mà chúng ta sử dụng ở cái mức độ thấp nhất thì chúng ta có thể lên đến được 370 giờ, tức là bằng mấy ngày luôn đó. À, tiêu chuẩn của nó là IP66, tức là chúng ta có thể đi mưa, hoàn toàn đi mưa được nhá. Đây, chống vơi vỡ là 2 mét. Và cái độ chiều xa của nó lên đến 273 mét nhá. 273 mét là cũng rất là thừa thãi cho những người mà trông coi ao cá hay là gì. Thì bình thường chúng ta cũng chỉ tầm tầm đấy như thế thôi. Vì trong trong cái điều kiện mà màn đêm tối đấy thì tầm nhìn của chúng ta rất là hạn chế. Nên là chúng ta soi được vài trăm mét là cũng là rất là tốt rồi. Đó. Vì chúng ta không thể nhìn được lên đến một cây số nếu mà mắt ở trong đêm tối rất là khó nhìn. Đó. Nhưng mà bên mình Zetus cũng có đèn soi lên đến một cây số nhá. Mọi người có thể tra lại cái mã UT1000M. Đây chúng ta có thể thấy cái đấy, thương hiệu Zentus có thương hiệu đây, thương hiệu Zentus đây. Zentus có rất là nhiều các cái loại đèn luôn nhá. Thì bên mình có nhập 8 cái mẫu, trong đấy có 5 mẫu cầm tay và 3 mẫu đội đầu. Đây, RX023DS, đây chính là cái mẫu này này. Với cái trọng lượng của nó chỉ tầm khoảng 448 gram thôi. Tức là chưa được nửa cân nên chúng ta có thể mang đi một cách dễ dàng nhá. Đèn dài như thế này thì nó dễ dàng cầm trong lòng bàn tay này, rất là vừa tay luôn. Và cái này cũng có zoom được nhá, zoom xa zoom gần được, chúng ta có thể kéo zoom xa zoom gần được nhá. Đây. Đây. Đây thì cái thiết kế của nó sẽ như thế này nhá. Thì đây thiết kế của nó thì nó sẽ cầm nắm rất là vừa tay. Ở trên này nó có logo của Zentus luôn. Đó. Và trên này có tên của sản phẩm là RX023DS. Đó. Thì có những cái vân, có những cái đường rãnh như thế này để chúng ta có thể tản nhiệt được tốt hơn. Tuy là có chỉ cho 900 lumen thôi nhưng mà nó cũng tỏa ra một lượng nhiệt khá là lớn đấy. Ừ. Thì cầm nó sẽ nếu mà thời gian dài mà chúng ta để cái độ sáng là 900 lumen thì khá là nóng tay. Bình thường này những cái đèn của Trung Quốc thì ở cái độ sáng cao nhất thì chỉ sau khoảng 30 giây đến đến 2 phút là nó sẽ tự động nó sẽ chuyển về cái mức sáng thấp hơn. Tuy nhiên là những cái đèn của Zentus này thì nó có thể sử dụng được ở mức độ sáng cao nhất tối đa thời gian. Đó, tức là ví dụ như là cái này có thể sử dụng được đến 4 giờ ở 900 lumen thì nó có thể sử dụng được đến tối đa là 4 giờ ở 900 lumen luôn mà nó không không bị chuyển về những cái mốc nhỏ hơn. Đó, chứng tỏ là cái độ tản nhiệt của nó rất là tốt.
Đây, cái vật liệu của nó được làm bằng nhôm cao cấp nhé, nhôm chuyên sử dụng trên những cái máy bay rồi là tàu vũ trụ đấy, nên là cho cái trọng lượng của nó rất là nhẹ và cái độ bền của nó rất là cao đấy. Lúc vậy mình có giới thiệu cho mọi người là có thể chống va đập ở cái độ cao là đến đến 2 mét nhé, giật mình luôn đó. Thì ở đây có cái móc treo này, chúng ta có thể treo đây nhé. Cái nút bật này là nút bật tắt này thì nó được làm ở trên thân luôn chứ không phải là nằm ở đuôi nữa. Có rất là nhiều người thích nút bật tắt ở trên này, còn phần đuôi này thì bây giờ nó cũng sử dụng cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà nhiều người vẫn thích ở cái nút ở trên này. Thì sử dụng cái nút ở trên này thì nó khá là tiện lợi luôn. Những cái đèn zoom thì nó sẽ có một cái thấu kính để hội tụ này nhé, để chúng ta có thể thấy là kính của nó cũng rất là trong luôn. Thấu kính này, bóng nét của nó có cái công nghệ cực kỳ cao và cái tuổi thọ của nó lên đến 100.000 giờ nhé. 100.000 giờ thì chúng ta có thể là sử dụng được mấy năm luôn, 5 7 năm đều được. Đây, và chúng ta có thể rút ra, rút lên rút xuống bằng một tay được nhá. Đây. Đấy. Đây chúng ta sử dụng như thế này, có thể dùng một tay này để kéo lên kéo xuống được. Nó mới nên là nó hơi chặt một tí, nhưng mà chúng ta có thể dùng một tay để đẩy lên xuống được. Với cái độ sáng của nó là 900 lumen thì chúng ta có thể thấy là nó còn sáng hơn cả cái đèn M7R. Đấy, nhưng mà cái đèn này nó chỉ rơi vào tầm khoảng trên 1 triệu thôi. Trong cái thời gian mới mở bán, thương hiệu này mới về Việt Nam thì bên mình, bên điện tử Thái Thắng có giảm giá những cái sản phẩm của Zentus nhá. Nên là mọi người có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để biết chính xác giá, hoặc là truy cập vào trang web điện tử Thái Thắng.com. Đèn sử dụng pin C nhá. Pin C là như thế này. Pin C này nó nhỏ hơn là pin D, pin chung. Đó. Có 3 viên pin C thì chúng ta có thể sử dụng cái pin, đây là pin này, có thể được mua ở những cái siêu thị điện máy nhé. Đó, đây là pin C, 3 viên pin C. Còn đây là cái đuôi của nó nhé, chúng ta có thể thấy là đuôi của nó rất là sáng luôn. Đó, không có một tí 3 viên nào cả, rất sáng, 3 viên pin C. Bây giờ mình sẽ thử bật cái bật xem, kiểm chứng xem cái độ sáng của nó ở đây luôn nhá. Còn lát nữa thì mình sẽ ra ngoài trời và bật nó sẽ tốt hơn. Wow, quá là sáng luôn. Với cái giá nó khá là rẻ, chỉ tầm khoảng trên 1 triệu thôi, và đang được khuyến mại nữa thì là chúng ta có thể thấy đây là mức độ sáng rất là sáng luôn. Có rất là nhiều mục đích khi chúng ta zoom tỏa này, ví dụ như chúng ta tỏa này để dùng để ăn cơm, hay là dùng cắm trại, cần cái tỏa rộng, hoặc là sửa xe, sửa ô tô. Khi nhấn một lần nữa thì là chuyển sang các cái chế độ sáng khác nhau. Đây là độ sáng thấp nhất. Đây, zoom tỏa. Đây, sáng cao nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài trời và thử nghiệm cái đèn Zentus RX023DS chính hãng của Nhật Bản đấy nhá. Thì chúng ta có thể thấy là đây, bên ngoài trời tối om như mực luôn. Đó. Cái đèn này rất là vừa tay với cái chiều dài của nó tầm khoảng trên 20 cm. Đây là trang chiếu tỏa nhá. Đó, chiếu tỏa thì có rất là nhiều các mục đích khác nhau như là ăn cơm hay là để sửa xe, cắm trại. Có các cái mức độ sáng khác nhau từ 900 lumen, 500, 200, 50 lumen. Và đây là khi chúng ta dùng để chiếu xa nhé. Đó, ở 900 lumen thì có thể đến hơn 200 mét nhé. 273 mét. Đó, chiếu tận lên những cái cây kia. Cực kỳ rõ ràng luôn. Với cái mức độ sáng là thấp nhất là 50 lumen thì chúng ta vẫn có thể sử dụng trong nhà, và cái thời gian sáng lên đến 370 giờ nhé, cực kỳ lâu luôn. Còn 900 lumen mà soi xa thì chúng ta có thể dùng để soi ao cá, khám phá hang động. Bên mình có làm một cái clip tổng hợp những cái sản phẩm của Zentus, có 5 cái đèn pin cầm tay nhé và 3 cái đèn pin là đeo đầu. Đây chúng ta cũng có thể sử dụng những cái đèn đội đầu như này nhé. Đó, đóng hộp rất là chất luôn. Đèn đội đầu, đèn đội đầu và đèn cầm tay bên mình cũng rất nhiều luôn. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh, thì mỗi lần điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.